vị khán giả đã đến với chương trình tin tức tổng hợp tháng 11 năm 2019 của đài truyền hình PCTV. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau. Trường Trung học cơ sở Pascal tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tổng kết lớp học, làm thế nào để thay đổi phong cách dạy học, khóa 1. Hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ Sao Xanh trường trung học cơ sở Pascal. Kính thưa quý vị, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của đạo học Việt Nam. Để tỏ lòng biết ơn của các lứa học trò đến chính những thầy cô giáo, trường trung học cơ sở Pascal đã tổ chức các sự kiện để tôn vinh các nhà giáo. Chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 được nhà trường long trọng tổ chức vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2019 với sự góp mặt của rất nhiều quý vị đại biểu, khách quý, các bậc cha mẹ học sinh cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và 555 học sinh của nhà trường. Thạc sĩ Trương Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung học cơ sở Pascal đã có bài phát biểu chúc mừng các thầy giáo, cô giáo. Trong bài phát biểu, Thạc sĩ Trương Văn Diện nhấn mạnh, vì yêu thương học sinh, chúng ta luôn có thời gian, sức lực và nhiệt huyết để làm rất nhiều điều nhằm giúp các em tiến bộ toàn diện. Qua bài phát biểu, Thạc sĩ Trương Văn Diện còn khẳng định, giáo dục là thắp lên ngọn lửa khát khao tiến bộ trong từng học sinh, và ở đây chúng ta luôn thắp lên ngọn lửa ấy bằng tình yêu thương. Ông Trần Mạnh Hưng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và em Nguyễn Thùy Linh, đại diện cho tập thể học sinh trường trung học cơ sở Pascal, cũng có bài phát biểu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong chương trình, trường trung học cơ sở Pascal đã khen thưởng cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, ôn thi học sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2018-2019. Cùng với đó, Ban sự kiện và truyền thông cũng tổng kết, trao thưởng thi đua cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua học tập, rèn luyện và phong trào hòa điểm tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hoạt động được mong chờ nhất là chung kết cuộc thi Nhịp điệu trẻ 2019 mùa thứ 5. Các tiết mục đến từ 16 lớp để các bạn trẻ thể hiện rất sôi động, chuyên nghiệp và sáng tạo. Các bạn học sinh trong nhà trường chính là ban giám khảo của cuộc thi. Mỗi bạn học sinh được nhận một phiếu bình chọn để bình chọn cho tiết mục đặc sắc nhất. Tiết mục đến từ lớp 9C đã xuất sắc giành được giải đặc biệt và trở thành tân vương của mùa giải năm nay. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một giải nhất cho lớp 9B, hai giải nhì cho lớp 9A và 7D, ba giải ba cho lớp 8A, 8D, 6A và 9 giải khuyến khích cho các lớp còn lại. Giải lớp có phong cách cổ vũ ấn tượng nhất được dành cho lớp 9B với tinh thần cổ vũ nhiệt tình và sáng tạo. Xin được chúc mừng các cá nhân tập thể đã đạt được những thành tích xuất sắc trong đợt thi đua vừa qua. Và kính thưa quý vị, trong tháng 11 vừa qua, khóa học làm thế nào để thay đổi phong cách dạy dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Hoàng Thanh Tú, cố vấn chuyên môn của nhà trường đã kết thúc. Đây là khóa học nhà trường tổ chức nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường trung học cơ sở Pascal. Buổi sáng ngày 17 tháng 11 năm 2019, trường trung học cơ sở Pascal tổ chức buổi lễ tổng kết khóa học Làm thế nào để thay đổi phong cách dạy học, How to change your teaching style. Trong buổi tổng kết, các học viên được chia sẻ cảm nghĩ về khóa học, chia sẻ về việc dạy học khi áp dụng kiến thức từ khóa học thông qua các hoạt động. Tiến sĩ Hoàng Thành Tú, giảng viên đào tạo của khóa học, đã tổng hợp những nội dung của khóa học, chia sẻ và định hướng cho những dự án dạy học của các thầy cô đang triển khai tại các trường sau khi áp dụng kiến thức đã cập nhật của khóa học. Trong phần phát biểu của Thạc sĩ Trương Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung học cơ sở Pascal, Thạc sĩ đã nhấn mạnh, nhiệm vụ của các thầy cô giáo là làm cho học sinh tiến bộ mỗi ngày, trong khi thể chế, chương trình đào tạo chưa thay đổi, thì cách tốt nhất để tốt lên từng ngày, đó là các thầy cô giáo thay đổi mình trước để việc dạy học trở thành niềm vui, niềm đam mê và mang lại hạnh phúc cho học sinh. Cuối buổi tổng kết, Trường Trung học cơ sở Pascal cũng trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 23 học viên như một món quà lưu niệm để ghi nhận những nỗ lực của các thầy cô trong việc thay đổi phong cách dạy học của bản thân. Cô Đinh Thị Thành Tâm, giáo viên trường trung học phổ thông Minh Phú, Sóc Sơn đã thay mặt cho các học viên của khóa học trao tặng quỹ Pascal Tiny Sun của Trường Trung học cơ sở Pascal số tiền 10 triệu đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các chuyến thiện nguyện của nhà trường trong năm học 2019-2020.
Mình rất là may mắn khi mà được tham gia cái lớp học thay đổi phong cách dạy học. Và cái cảm nhận của mình đến đây là mình thấy là giáo viên thì rất là năng động. Và thứ hai là truyền được rất nhiều những cái cảm hứng đến với những giáo viên ở lớp học như mình. Và đặc biệt là các bạn chuyên gia sơ cấp thì các bạn ấy rất là chuyên nghiệp. Và mình cảm nhận được một cái sự tận tình, rất là nhiều những cái tình cảm mà các bạn ấy dành cho các học viên trong lớp. Và cái nội dung bài học thì mình đã có thể áp dụng được một cách ngay ở trên lớp. Và có thể là khi mà mình đã truyền tải, mình có thể truyền tải được về đối với lại các đồng nghiệp của mình ở môi trường của mình đang dạy. Nếu như mà là tiều phu cần có một cái rìu để chặt cây thì cái việc mài lưỡi rìu là cái việc rất là quan trọng. Và giáo viên là phải rèn mình mỗi ngày để hoàn thiện hơn trong chuyên môn. Và muốn hoàn thiện hơn chuyên môn thì phải được học một cách bài bản. Đối với những người mà có kinh nghiệm trước thì họ đến để gặp và lan tỏa như cô Tú ở đây và các anh chị em ở đây, để lan tỏa hơn nữa về cái sứ mệnh của người thầy. Và tóm lại là phục vụ cho chuyên môn và cho mục đích về học sinh. Cái mong muốn của mình đó là muốn cô tức là đi sâu vào những cái nội dung, đi sâu hơn về vào những cái nội dung mà đã cung cấp trong cái khóa học trước, để giáo viên có thể có một cái cách thực hiện nó bài bản hơn. Dự kiến khóa đào tạo làm thế nào để thay đổi phong cách dạy học thứ hai sẽ được triển khai sớm trong năm học 2019-2020 và mở rộng ra nhiều bộ môn. Kính thưa quý vị, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề được quan tâm nhất trong xã hội. Nhằm giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn các vấn đề về không khí và năng lượng, từ đó đề ra các giải pháp và thực hiện thực tế góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khóa tập huấn dành cho các thành viên của câu lạc bộ Sao Xanh trường Trung học cơ sở Pascal đã được tổ chức và kết thúc trong tháng 11 vừa qua. Khóa tập huấn đầu tiên cho các bạn là thành viên của câu lạc bộ Sao Xanh với 30 thành viên là học sinh đến từ các lớp khối 7, 8 của nhà trường. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị trong câu lạc bộ Trường học xanh của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID Việt Nam, các bạn học sinh được tìm hiểu và trải nghiệm thực tế qua các hoạt động, các trò chơi vui tươi, bổ ích về không khí, năng lượng. Thông qua các hoạt động bổ ích này, các thành viên của câu lạc bộ đã hiểu rõ hơn về các vấn đề môi trường cần thiết hiện nay. Các bạn học sinh còn được tự do đề ra ý tưởng, giải pháp nhằm cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường và sử dụng năng lượng. Những ý tưởng hay được các anh chị trong tổ chức Green ID thu nhập lại và chuyển về trung tâm để các chuyên gia nhận xét, đánh giá tính thiết thực và trong tương lai có thể sẽ được triển khai rộng rãi. Sau khóa tập huấn này, các thành viên của câu lạc bộ Sao Xanh trường cho cơ sở Pascal sẽ có nhiệm vụ lan tỏa những bài học, những giá trị từ các buổi sinh hoạt tới toàn thể học sinh trong nhà trường về vấn đề ô nhiễm môi trường thông qua các chương trình sinh hoạt tập thể. Các em sẽ trực tiếp hướng dẫn tới toàn thể học sinh nhà trường về việc bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng có hạn và hướng dẫn sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tái tạo. Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, trong tháng 11 vừa qua, Trường Trung học cơ sở Pascal tổ chức chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Đây là hoạt động thường niên của quỹ Pascal Tiny Sun. Tham dự chương trình có sự tham gia của các bạn học sinh của các lớp, các thầy cô giáo và đại diện Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Trong lần thiện nguyện này, trường cho cơ sở Pascal cùng với Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã trao 200 xuất quà cho các bệnh nhân khoa nội tổng hợp, các bệnh nhân khoa nhi. Các bạn học sinh đã thay mặt toàn trường gửi lời chúc tới các ông, các bà, các cô, các bác, các em bệnh nhân sớm khỏi bệnh về với gia đình. Mỗi suất quà là một hộp sữa TH True Milk và một hộp bánh gạo, tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng của các bạn học sinh và các thầy cô giáo. Đồng thời, chính các bạn cũng nhận lại những lời cảm ơn từ bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện. Chương trình đã giúp các bạn đã ý thức được rằng mình đang góp một phần nhỏ để xã hội tốt đẹp hơn, biết trân trọng hơn những gì mình đang có và biết mở rộng tấm lòng, biết chia sẻ và yêu thương mọi người. Đó chính là mục tiêu của các chương trình thiện nguyện do quỹ Pascal Tiny Sun tổ chức. Kính thưa quý vị, mỗi tháng một lần, trường Trung học cơ sở Pascal lại tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng. Tham gia chương trình có sự góp mặt đông đủ của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Với mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước khi bắt đầu một tháng học mới, trong tháng 11 vừa qua, Ban Sự kiện và Truyền thông, trường cho cơ sở Pascal đã tổ chức chương trình Tổng kết thi đua tháng 11. Trong chương trình, Ban Sự kiện và Truyền thông đã tuyên dương khen thưởng cho lớp 6E, 7E, 8A, lớp có điểm thi đua rèn luyện xếp loại xuất sắc trong tháng.
Ban giám hiệu nhà trường đã tuyên dương và khen thưởng cho 16 em học sinh tiêu biểu có thành tích rèn luyện xuất sắc nhất và 8 em học sinh là sao súng kích sau thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11. Cũng trong giờ ngoại khóa, Ban sự kiện và truyền thông đã tổ chức chương trình quay vé số học tập trao thưởng cho các em may mắn nhất để khuyến khích tinh thần học tập của toàn trường. Bạn Trần Hải Yến đến từ lớp 8B là người may mắn nhất nhận được giải đặc biệt của chương trình quay vé số học tập. Xin được chúc mừng các cá nhân tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong tháng 11 vừa qua. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp tháng 11 năm 2019 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.